Mình là giới thiệu tên luôn. Dạ, mình tên là Nghĩa Đồng Hồ. Mình là Tino. Mình là Thịnh. Mình là Chris Mian. Mình là Dino. Mọi người đã có khoảng thời gian tập luyện như thế nào rồi? Vui. Rất là thoải mái. Rồi được bài hết chưa? Có ai hát được lời không? Đây là chúng mình đã chuẩn bị sẵn sàng để viết lời bài hát thứ hai rồi. Vậy hôm nay thì mọi người nghĩ là ai là cố tình chặt chém nhất trong năm bạn về ngoại hình, trang phục? Ai lọt thỏm nhất là biết rồi. Ai son đỏ nhất? Ai bất công nhất là biết rồi. Ai à? Cái đêm nhạc ngày hôm nay có phải là sở trường của các bạn không? Cái gì dòng nhạc bóp với ballad thì cũng là sở trường, nhưng mà chủ đề của Nam Lisi thì hơi khó, thì chỉ nghe ở ngoài kiểu ban đầu cũng hiếm mà, nhưng mà nghe nhiều thì thời điểm này hiện tại đối với Gentino nha, thì thói quen hàng ngày là hồi xưa chỉ nghe nhạc thiền thôi. Vậy là hôm nay là một cái lợi thế khá là lớn với Tino đúng không? Nghe là biết nghe, nhưng mà thuộc hay không thì không biết. Mọi người ơi, với một người như vậy có nên loại trước Tino không ạ? Có đặt tâm huyết gì vô Tino không? Không có đặt tâm huyết rất là nhiều về tình anh em ở đây. Chủ tư từ không biết, đại lịch sinh khó không biết. Đừng có đặt tâm huyết thì chắc phải giận quá. Các kiểu người siêu khi hát chỉ toàn là người lạ. Tôi không nghe, tôi không thấy, tôi không tin những gì em đang tâm lừa dối. dục tí đã. Chợt nhìn quanh không chẳng thấy em kề cạnh. Chạy thật nhanh trên cơn gió đêm về lại. Mùa về đây nỗi cô đơn. Tập nữa hả anh ơi? Có trong anh xuống mỗi khi gió đêm về anh. Là hạnh phúc mỗi khi có em gần cạnh. Còn đây là khi đứng trên sân khấu. Lúc mây sẽ ra sao?
tự hỏi rằng sẽ khó thế nào. Tạm biệt người yêu trong hồi ức, tạm biệt tình yêu nơi tiềm thức đã bao nhiêu lần. Cái bài hát này thì ông xin mong chờ Yuno để lấy nhẹ một chút xíu cho tình cảm hơn.